Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục ăn ớt nha các bạn. Nhìn cái màu ớt đỏ đỏ, cam cam, vàng vàng, nhìn đẹp quá ha, tươi rói luôn. Rồi bên này là một loại táo mình mua ở ngoài chợ Ấn Độ đó các bạn. Đó, mình thấy người ta bán, thấy nhìn trái táo nó dễ thương quá, nhỏ nhắn chút xíu xíu à. Mình mua về mình ăn thử thử cái táo này nó có giòn, nó có ngon không. Rồi nếu mà ngon thì ít bữa nữa mình ra mình mua ăn tiếp nha các bạn. Còn ở đây là salad nè, nhìn tươi ha. Đó, hôm nay mình sẽ chấm salad này với nước sốt chấm rau củ rồi với sốt cà chua ha. Rồi bây giờ mình vô ngồi ăn nói chuyện với các bạn cho vui nha. Mời các bạn ăn táo nha. Wow, dĩa muối ngon chưa? Hôm nay mình làm ớt cay nha. Nhìn dĩa táo muốn ăn quá. Rồi, đến mình ăn. Nè, các bạn có ăn ớt không? Mời các bạn ăn rau ăn ớt luôn nha. Wow, nhìn ngon ha. Đấy, ăn ớt ngon lắm nha các bạn. Ăn là mình thích đó, mình ghiền luôn đó. Đi chợ thấy ớt là tự nhiên đứng lại muốn mua. Đó, ăn nó ngon. Từ khi mình ăn ớt, cái mình đi chợ mình thấy ớt là mình thèm luôn các bạn. Cứ nhìn tới ớt là muốn mua đem về. Còn lúc trước chưa có ăn ớt, mình nghĩ chỉ là xào nấu thôi chứ không ăn sống được. Từ khi mình ăn tươi, ăn còn sống như thế này, cái mình cảm thấy ăn sống rất là ngon. Ngon hơn nấu nữa. Thì bây giờ nè, đó, loại ớt này là loại ớt khác nha các bạn. Được trước mình mua cái loại nào ăn nó hăng lắm. Biết cái loại này ăn nó sao ha. Chấm thử may không, mình chấm với muối rồi. Để mình chấm thử với cái sốt này ha. Mời các bạn cùng ăn ớt. Wow. Mình sợ nó chảy. Quá ngon luôn các bạn. Ớt này mình mua ở Costco, rất là ngọt. Nó giòn mà nó ngọt. Nó không có vị hăng nha các bạn. Ngon. Và hôm đó mình ăn trái ớt chuông xong mình lấy hộp mình gieo ở trên cái chậu. Bây giờ nó lên cay quá chừng luôn các bạn, lên dày đặc luôn. Anh đợi lên lá ớt á, mình hái mình nấu canh ăn ngon lắm á. Chấm với muối thử, ớt chấm với muối nó như thế nào ha. Nó không có hợp, không có ngon. Hết sảy với cái sốt này. Quá chừng là hột. Tách cái vỏ riêng ra để dành cái hột. Một mớ hột như vậy tha hồ mà trồng. Cái hột nó già rồi các bạn, nó cứng rồi, trồng được. Ăn thử trái màu cam này. Mời các bạn ăn thử nha. Ngon sững sờ các bạn, ngon lắm. Lúc nhỏ thì mình chỉ thấy chắc trái cây ăn mới ngon thôi chứ ớt hay rau củ gì ăn sao mà ngon được. Thấy người ta ăn sống mình nghĩ như vậy đó. Bây giờ mình ăn mình cảm thấy món nào mà ăn tươi sống cũng thấy ngon hết trơn. Quá hấp dẫn ha. Mình chùi bớt son đi ăn cho nó ngon các bạn. Tiếp tục ăn ớt thôi. Wow. Uhm.
Vô Costco mua ớt bây giờ có 5 đô một bịch thôi. 5 đô thì khoảng 110 ngàn tiền Việt Nam. Rất ngon. Các bạn, mỗi lần mình ăn ớt hay rau quả hay salad, mình ăn xong rồi người mình giống như bổ sung một cái năng lượng gì đó, thấy khỏe lắm. Các bạn thử ăn nha. Ăn là thấy khỏe liền à. Cái hột nó cứng các bạn. Cứng là ra già rồi đó. Ngày hôm qua mình ra video ươm hạt Việt Quất. Không biết bây giờ các bạn bên Việt Nam có đang ươm cây không? Thì bạn nào cũng thích ươm cái cây Việt Quất đó hết. Yêu cầu mình rất là lâu rồi mà ngày hôm qua mình đã hoàn thành xong rồi. Thiệt là khỏe ha. Gửi đến cho các bạn. Các bạn cũng thích nè, mình cũng rất là vui. Đó, làm xong video là thấy vui mà khỏe gì đâu. Mấy tháng trời rồi đó, bây giờ mới xong được cái video. Mình ươm rồi mình xem cây nó lớn như thế nào để mình theo dõi, để mình làm video cho các bạn xem đó. Cái hộp nó cứng ghê á. Nè các bạn, cho táo nè. Cưng ha. Nó giống, hơi giống trái cà chua đen của mình ha. Một bên thì đen thù lui, một bên thì hồng, còn này một bên thì xanh, còn một bên thì đỏ đỏ. Đỏ đỏ ha, hồng hồng. Mời các bạn cùng ăn nha. Ngon quá, đến mình. Mình đổi cái ớt khác, cái ớt này khó ăn quá. Đổi muối ớt khác rồi các bạn ạ. Hồi nãy mình bỏ ớt bột mà ớt bột của trái ớt chuông á, khó ăn vô cùng luôn. Bây giờ mình đổi ớt hiểm. Ớt bột hiểm, lười biếng giả ớt trái quá các bạn ơi. Ăn ớt bột nó cũng thơm ngon. Ớt trái bây giờ ở Mỹ tươi thì không có, có trong đông đá. Mỗi lần mình lấy ra mình giả, sợ dăng vô mắt quá, đốt luôn, ăn ớt bột cho nó chắc. Tiếp tục ăn các bạn ơi, cái trái táo này thiệt là ngon nha. Nó giòn mà nó ngọt thanh, nó giòn lắm. Ngọt ngào. Wow. Xem có hột không, lấy ươm luôn nha các bạn. Trái táo rất là ngon luôn các bạn, xem cái hột nó như thế nào. Wow, cái hột đó nè các bạn. Nhìn đã ha. Trái thì nhỏ mà hột thì quá bự luôn. Như vậy, ươm ok ha. Cái hột nó cứng già rồi đó. Lấy. Ăn cái gì cũng lấy hột hết trơn. Wow, nhiều hột quá. Một trái mà tới 8 hột lận các bạn ơi. Một trái táo thôi, chừng này hột luôn. 2, 4, 6, 7. 7 hột các bạn. Trồng nha. Trồng biết bao giờ mới được ăn. Trồng cây táo bằng hạt lâu lắm các bạn. Ở Mỹ người ta bán táo ra trái sẵn, mình mua mình trồng thiệt là nhanh. Rồi tiếp tục ăn thêm trái táo nữa nha. Ngon quá. Nhìn cái trái. Thấy cưng. Nhìn nó cũng giống như trái táo Mỹ bình thường các bạn. Nhưng mà cái ruột nó đặc mà nó ngọt mà có cái vị lạ lạ. Các bạn mua ăn thử nha. Thấy mùa này hay bán trái táo mini nhỏ nhỏ này lắm. Quá ngon.
sang năm cái vườn nhà mình tha hồ mà hái trái cây các bạn, nếu ra trái, còn không ra trái thì thôi, chứ ra trái là cherry, đào, quýt, cam, rồi lê, lê tới 4-5 loại trái khác nhau, rồi trái mận Mỹ nữa, rồi trái gì nữa ha, kiwi nữa, rồi nho nữa, bao nhiêu trái cây ở xứ Mỹ mình tập hợp hết ra ngoài sau nhà mình, cái vườn có chút xíu xíu rồi, bây giờ mấy cái cây đứng chặt luôn rồi các bạn, không còn chỗ đi nữa, thiệt tình. Mới làm cái vườn lên chưa kịp đi lại để cho mình hưởng được cái độ rộng của nó như thế nào, mấy cái cây nó đứng hết trơn rồi, hết chỗ rồi. Mua nhiều quá. Cái bữa trồng á nó lan ướt sặc các bạn ơi. Nó lan rộng ra. Cắm vô một lá hay mấy cái hộp đó lòi ra. Ngon ha. Ra chợ mua táo này ăn thử nha các bạn. Đó, ăn được hai trái táo rồi các bạn, vẫn còn thấy ngon, ăn thêm trái nữa nha. Đó, bình thường mấy trái táo kia thì mình chỉ cần ăn một trái là mình đã thấy no rồi, còn trái táo này dễ thương không? Đó, ăn ba trái mới thấy ok. Cái vỏ nó giòn, ở trong thì nó ngọt. Thử trái màu vàng các bạn ơi, ngon không ha? Rồi thử thêm miếng sốt cà chua lên nữa xem có ngon không, pha hai thứ vô luôn nha. Ngon quá ha, ăn thử nè. Rất là ngon. Cái ớt vàng này á nó ngon hơn ớt đỏ, ớt cam luôn các bạn. Màu vàng ngon nhất á. Bây giờ trái cây mê nhất của mình là ớt. Khá là ngon. Rau quả chứ không phải trái cây. Ngon quá. Ngon hơn táo nha các bạn. Hôm nay táo đã thấy ngon rồi, nhưng mà mình ăn trái ớt này mình cảm thấy ớt vàng nè ngon lắm. Ngọt giòn, vị nó ngon lắm. Vị nó làm sao không? Nó làm cho mình ăn mình cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái, rồi cảm giác ăn ngon, ngon mà dịu dàng. Ớt này ngọt không có hăng nha các bạn, ngon dịu dàng chứ không phải là ngon gắt. Ngon đầm đầm, ngon dễ thương. Trái ớt đỏ thì không ngon bằng ớt vàng. Ăn thử trái ớt cam phải không? Phải này màu cam không? Cho thấy giống giống nhau vậy. Mình bây giờ không phân biệt được màu hay sao? Này màu cam nè. Đây. Này màu vàng nè. Còn cái này màu đỏ nè. Ghê ha. Ăn hết ba trái này nữa là chuyển qua sang ăn rau. Đỏ thử xem sao nè. Thử trái ớt đỏ nha. Thử trái ớt đỏ bự xem sao nè các bạn. Wow, nước sốt nó chảy. Nước sốt là ngon nhất á. Mê. Béo béo ngon. Chua chua béo béo và nêm gia vị.
cái hương vị rất là ngon, ăn với ớt quá ngon. Ngay lúc nào cũng bị các bạn nói chị ăn răng trước hết. Ăn đừng có túm miệng thêm xem sao nha. Mình ăn đừng có ngậm miệng xem sao ha. Còn hạt không thôi. Wow. Sốt cà chua lên. Ngon ha. Mời các bạn. À, nhanh lên nhanh lên. Nó chảy. Màu vàng ăn quá tuyệt vời luôn. Giòn, cái vị nước của nó ngọt ngào mà nó ngọt nhẹ nhàng các bạn, ngon lắm. Mê ớt rồi các bạn ơi. Đụng mấy cái hộp ở cứng chồng nha. Sang năm hy vọng mình có đủ màu ớt như thế này, quay phim cho các bạn xem, hái ăn tại chỗ cho các bạn xem luôn. Hôm nay nè, có một mớ hạt giống để mình ươm nè. Hôm nay kinh nghiệm rồi ha, ăn xong là phải lấy giống ươm liền, không để nó lạc mất. Còn trái màu này nữa, ăn trái này nữa, ok. Hấp dẫn chưa các bạn? Tí tương cà chua nữa ăn mới ngon tuyệt. Wow, ngon ha. Ớt này không biết nấu chè ăn được không ta? Ăn ngon như ngọt như chè. Ngọt vị trái cây các bạn, rất là ngon. Rau quả chứ. Bây giờ mình qua chấm xà lách thử nha các bạn. Xà lách thì bữa hôm mình trồng ở ngoài vườn rất là nhiều, mà tiếc quá các bạn ơi, nguyên cả mùa hè như vậy mà mình không hái ở ngoài vườn ăn thử xà lách của mình trồng ăn sống nó như thế nào, để vượt qua mất mùa rồi đó. Nè, nhìn rau cải nè. Wow, không biết có ngon không nha. Chưa ăn cái rau xà lách này với cái sốt này lần nào hết trơn á. Mời các bạn. Rồi, để mình ăn nha. Ngon. Wow. Sao người ta làm cái sốt này chấm với rau củ nào cũng hợp với các bạn. Ha, lạ ha. Rau củ nào vô với nước sốt này cũng thấy ngon. Quá giòn luôn. Ăn cái cọng ở trong này giòn lắm nè. Chà lách này mà kẹp với thịt bò ha, thịt bò nướng hay thịt bò xào á, ăn cũng ngon lắm. Hấp dẫn quá. Ăn rau quả. Ngày nào mình ăn rau quả trái cây là ngày hôm đó tinh thần của mình vui vẻ, gặp ai cũng cười. Mà ăn nhiều thịt, uống nước ngọt
ngày hôm đó là coi như mình gặp ai cũng quạo đó các bạn. Ăn thịt rồi còn uống nước Pepsi, mấy cái nước đó uống không có tốt. À, các bạn cứ muốn khỏe thì cứ mua rau quả ăn nha, ăn vô là khỏe liền. Happy liền, hạnh phúc liền. Mình ăn xong rồi đó, thêm miếng nè ha, miếng cái ở trong nè, trong cái bắp xà lách nè, xem có ngon không. Ở trong chắc nó giòn, nhìn này các bạn. Sao mà ngon dữ không biết. Quá ngon, lấy thêm miếng nữa, ăn no luôn rồi các bạn. Thử miếng tiêm cà chua nha, yêu mấy cái rau này quá. Mời các bạn ăn thử nha, mình nói ngon là ngon thiệt đó. Tuyệt vời, ngon lắm luôn. Hơi nhiều quá béo. Biết vậy, rau quả ngon vậy, thời mình chưa lấy chồng ha, còn con gái mình đừng có đi ăn vặt, mình ăn rau quả không thấy quá ngon luôn. Không biết rau ở Việt Nam thì mình trồng thì ăn mới ok ha, mình để người ta trồng không biết người ta bỏ gì. Mình trồng là an toàn nhất, cho nên ở nhà mình á không có đất trồng thì mình trồng ở lan can các bạn. Mình trồng một cây cà chua hay là cây ớt ngọt hay là rau quả gì đó mình hái tự tay mình trồng đó, mình hái vô mình ăn rất là an tâm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.